Chị Mai xuống đây, tí quay đấy. Tin cho chị nó như con trâu. Đây. Bữa hôm nay lại tiếp tục bắt cá cho mọi người. Bây giờ đi đang đi khuấy nước cho cá cho nó đục lên để bắt cá. Cứ khuấy đi tí đục lên là nó ngóc đầu lên à. Bữa trước người ta nói. Cá chê. Thì cô vẫn đang ở dưới này. Cá chê thì sao bắt nó ta? Tại anh đi. Cá chê. Bắt được cá chê. Cái gì mà thụt sâu rồi. Ôi bà Phấn cẩn thận hành tin. Minh. Vậy. Vỗ tay. Cậu Vang bị vết thương rồi. Cậu Vang bị chảy máu rồi. Giữ thằng Minh tí. Được không? Ui trời ơi, bé xíu à. Bé xíu xíu. Minh ơi, đi vừa thôi. Tin ơi, nó đâm vào tay chảy máu hết Tin. Tin giống trâu quá Tin này. Ê, Thái, chị Mai thấy có con gì nó chui vào quần Thái kìa. Mở ra xem, có con gì chui trong quần kìa. Mở mà kéo qua ra bự ra thì mày thấy có gì bên trong ấy. Đấy thấy không? Thấy con chim cua không? Dép cho con ơi. Nó dép cho con. Chết mình thằng Minh rồi. Ôi bắt được con cá kìa. Bắt được con cá bự chưa? Bắt được con cá to rồi. Bắt cá đi. Sợ cẩn ngã nè, nó út mặt nó đây, uống nước đi mà ba. Ôi, Minh đi bắt cá đi. Minh mà bắt được cá thì có mà chuyện nạ. Được không? Minh có bắt được không? Xạo quá, làm sao Minh bắt được? Thật không Thái? Quay Thái đem cá qua đây cho xem này. Dê hả? Thái đem qua đây. Chứ bắt được cái đem về thùng không có ai biết gì đâu. Cái to thế. Ghê, Minh chụp được à? Minh giữ lại cá trong thùng chưa chụp được mà Minh còn chạy đâu. Con gì hả? Con cá hay là khúc củi? Cá. Đâu ra nó có phải cá không? Không, khúc củi mà. Phải không? Rồi, ra để đâu? Ôi gớm quá. Con cá của Tin nó giống Tin luôn, xình không à? Đâu rồi? Đâu? Úi da, cẩn thận Thái ơi. Bà Ngọc Linh đứng lên cao này con. Đúng một con gì nhá. Con đứng trên đây. Thái bắt được hai con. Giỏi quá. Bắt được hai con. Cô Minh nó bắt cá ra thả ra hồ. Cái con cá này to kinh khủng luôn. Cầm rổ ra. Cá to. Thái cầm lên Thái. Đừng nhắc cái rổ nha con nha. Hai cân. Cẩn thận nha, đánh nha. Cầm lên được, cầm bên này. Ừ đúng rồi. Cẩn thận nha. Cầm lên này. Dạ. Còn con ở trong đấy nữa. Đi sát vào mé bờ. Đi sát mé bờ. Cầm chặt vào. Nó xem con cá quá. Đây. Chụp một phát một dính hai con mới hay. Con to nữa. Anh ba ơi. Cắp. Cắp đứng cái nhìn luôn trời. Người
cá chưa hầm. Bảo cầm lại kia bảo. Bảo. Thôi tí nước. Ừ, chảy máu tay nữa. Ăn vào hai phát lại lấy giờ. Bao nhiêu phút rồi? Nước không đục rồi nó ngạt cá đấy. Ui trời, con cái chỗ cái to, con chỗ cái to. Mai ơi, xách cái thùng lại đây chị Mai. Xách cái thùng lại đây đựng cá. Vớt đây này, vớt. Vâng ơi, vâng, quay lại chỗ này này, vâng, quay lại chỗ này. Đó, đấy, chỗ đấy, nó đương lườn lườn ở chỗ đấy, nó đương lườn lườn kia lườn đấy. Lườn gần nhanh lên, ở giáp mé bờ, gần giáp mé bờ. Gần 6 giờ rồi. Đấy, 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 ui, chạy lại quá, dồn quá, lại đằng sau quá, trời cá. Bỏ luôn vào thùng, bỏ luôn thùng giờ đấy. Vâng. Giờ nó ngột nước nó lên nó ngớp ấy, nó sặc nước nó lên nó ngớp. Mai xách cái thùng ở đây mày. Đây đây Thái, giờ nó ngột nước là giờ nhìn ở mé bờ ấy, rẽ chụp. Thái ơi Thái, đây này con cá này, đây lươn lươn nó đây, nó đương nổi này, con hót rổ lên, hót rổ lên. Hết rổ lại, đấy đấy. Đây này, con cá lươn nó to này. Cầm rổ ở đây. Cái lươn cá này. Úi dồi, giờ nhiều lắm, bác trưởng ngại, giờ nó sặc nước, nó mới ngột nó lên này. Đâu Thái nhỏ đâu? Cá đâu? Con bỏ đây, con bắt đây cho bà chứ. Con xuống nó quần nâu lắm rồi. Cá luồng không? Đâu rồi, bắt vào đây. Mới quần là mới từ lúc 5:30 giờ. Bơi, nhặt tao dùng con cái bơi. Này, sao sao dùng bê mà nó coi nó bắt bê này. Được không phải nó nhảy xuống đấy. Thả nhỏ bê bỏ vào con nhặt con ra đây này. Nhặt bỏ vào cái thau này bê đổ vào kia bắt đi. Hai tay. Bỏ vào. Ôi rồi bê đổ cái cây. Cả gì mai nó bê vào đây. Bảo ơi. Bảo. Bảo ơi. Bảo. Bê vào đây Thái. Vậy nó ra con này chứ. Ô mía con này à. Sao bắt được có một con à? Chộp được hai con mà có sống một con. Tự nhiên biết Ngọc nó sống. Là đếm thêm bao nhiêu con nè mọi người. Chế một con về nuôi đi ông ba. Em đang cần nuôi cá. Một con nhá. Con cá chê kìa kìa. Ăn cá chê, cho em cá chê. Cá lóc. Ừ, cá chê. Không, bắt bắt cô con lóc luôn đi. Không, em muốn cá lóc. Em muốn ăn cá lóc. Thôi lấy cá lóc về cho con nướng là ăn ngon mà. Một con cá to kìa kìa. Con cá to này nè. Ba con.
ba con. Ôi con này nó già nó to đã. Ừ, giờ nó còn ngột, nó còn lên quá trời. Lấy con nữa đi. Lấy thêm con nữa thôi. Lấy con nhỏ thôi. Lấy toàn hết con to rồi. Lấy con nhỏ về chiên thì không buồn. Không. Con cái lắm lấy con nhỏ, bỏ con to ra con lấy con nhỏ. Con nhỏ ăn được cái nào? Lấy con nhỏ đi. Đây mấy con nhỏ đấy đấy. Con nhỏ mấy con nhỏ để chiên bỏ con to ra. Con nhỏ kia nữa kìa. 5 con. Có kho cho dễ. Không có chiên, có chiên. Đây con. Ơ thôi, bỏ vớt ra, bỏ vớt ra. Cô chỉ lấy ít thôi. Đại. Nhiều lắm. 6 con này nha. Đây có con bé bé nó cô chiên thì chưa dễ kìa. Chết rồi, con này chết rồi. Chưa chết rồi. Bây giờ mình thả trong cái hồ nha mọi người. 6 con đấy nha. Con này sắp chết rồi. Con nào bắt nóc để này nằm đi mày ơi. 6 con, 7 con. Mà mày bắt được 2 con cua. Để cho mày. 6 con đấy nha. Coi như Hà My không bắt được con nào. 7 con. Được con nào. 8 con. Chín con. Chín con. Lấy con này đi. Lấy con đang chạy đi này. Đừng nữa đi. Đừng đi. 10 con. 11 con. Con này này. Con cá nhỏ đi ra. Đây đấy con lấy con. 11 con. Đây. 12 con. Lấy con chém thả. Ta muốn lấy xà bông. 13 con. Ôi giời, cá cho được cá đấy mình thả nữa, du hồng chết đấy. 14 con. Ừ, nắm rô thế nhỉ. 15 con. Thôi con để lại, anh không có nướng gì, chỉ hương làm thì làm gì, rồi cứ thả hết rồi. Con nào khỏe khỏe để. Mấy con này để nướng à? 16 này, 17 này, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 con. Bắt được tất cả 28 con nha. Bây giờ mình để lại mấy con này để nướng nha. Bây giờ thì tụi mình ăn cá nha mọi người. Tụi mình bắt được tổng cộng 27 con cá. Vừa cá rô vừa cá lóc nha. Tụi mình nướng 3 con cá lóc với lại 1 con cá rô. Rồi thả trong cái bồn cá của mình một ít nữa, với lại cho một ít nữa. Đây cá tụi mình mới nướng xong nha. Mấy đứa nhỏ đang ăn đây. Đây là 2 con cá lóc nha mọi người. Đây là 2 con cá lóc nha. Cái xanh xanh là mặt của nó nha mọi người, mình bẻ ra đó. Không có gì hết. Chóng quá à. Ăn chỗ nào không có mặt đấy. Đấy bây giờ chỗ có mặt để người lớn á. Bây giờ tụi mình sẽ thưởng thức cho mọi người. Còn mặt lắm rồi. Nó còn không. Có lòng tin. Có lòng tin kìa. Cô bác hỏi có ngon không kìa. Sao quên. Có bệnh gì cô bác nói chứ. Ngon lại cũng tin có bắt được con nào không? Được. Bắt được 3 con. Tin. Tin bắt được 3 con á. Xạo quá. Tin đầm bùn không chứ tin có bắt được con nào đâu. Tin đi bơi bùn không có ạ. Có đâu. Con Ngọc bắt được này. Thái bắt được này. Bắt được